nhận mấy đứa bạn duyên ha, không đứa nào đàng hoàng luôn á. Khốn nạn kìa. Cái gì vậy, cái gì mà chửi dã man vậy? Nói thiệt nghe chú, mà chú mà có được cái quyền á, chú sẽ đề xuất làm cái biểu tượng là giống như là cái nắm đấm nè ha, cái cây kim á, khâu mỏ lại hết, siết lại cho nó khỏi phải nói. Trời ơi, con không ngờ. Hả? Nhìn chú vậy mà quá ra chú là một ánh hôn bàn phím. Lại quá hiểu, nhát quá. Kìa, nó về nha, thôi. Trời ơi, Duyên. Mày đứng im. Cháu quên nói cho nó biết chứ, để nó thử. Nói nó biết nó đau lòng sao, con như con không có chuyện gì biết chứ. Ủa? Hai người đang nhìn vô điện thoại hí hấy quá vậy. Không có gì. Nhà này thì chuyện qua tới giờ là chưa có đóng tiền wifi nên nó cắt tiêu rồi. Tao bị hack Facebook rồi nên tao không có trên Facebook, tao không biết cái gì trên Facebook luôn á. Khỏe không? Khỏe. Mát chưa? Thương quá. Con đó. Dạ, cảm ơn chú. Thương quá ôi. Ủa vậy là sáng giờ là không có ai lên Facebook hết đúng không? Dạ, không có gì. Vậy thôi, con xin phép con lên phòng. Lên nghỉ đi con. Dạ. Con nghỉ ngay. Ê, Duyên. Trời quá trời, Duyên ơi. Dạ, gì vậy chú? Trên Facebook nó rần, con ơi. Chú tức quá mà. Ê, cái con nhỏ mỏ nhọn gì đó, bạn của con á, nó lên Facebook nó đăng, nó nói á là đời người con gái ha, hạnh phúc nhất là cái ngày được đám cưới, được lên xe hoa. Bây giờ chưa có đám cưới mà ở chung với nhau giống như con với thằng Tùng á, mướn phòng trọ ở như vậy là không có tốt. Nó đăng vậy đó. Ông hay theo, ông hay theo. Nhà tao đang cháy một đổ dầu thêm nữa. Tại vì bạn con Duyên nó không biết chuyện nên nó nói là thằng Tùng không cưới Duyên chẳng qua tại vì con bé này hư hỏng, nhưng mà thực ra con tao hư hỏng đâu. Trời đất ơi. Trời ơi. 254 like rồi nè. Đây nè, 200 chia sẻ đây nè. Quá trời quá đất. Nó nói cái gì? Gì gái hư hỏng. Gái mà theo trai mà không đám cưới là gái cho không. Trời giận dữ đó, nó theo biểu tượng cảm xúc giận dữ à. Vậy? Cái gì vậy? Mọi người, con chưa có chết mà. Ủa sao ai cũng muốn làm anh hùng bằng phím hết trơn vậy? Khổ ghê vậy à. Đó, con thấy không? Cái người phụ nữ á là phải nhìn xa, đừng bao giờ nhìn gần một mét ngay trước mặt. Con phải nhìn xa tuốt tích tắp kia kìa. Cuộc đời mình phải làm chủ. Mình làm chủ bản thân mình làm chủ đồng tiền mình làm ra, mình làm chủ gia đình của mình. Con hiểu không? Chính vì vậy đây nè, cô phân tích nè. Đây là con heo của cô. Tiền của cô á, tiết kiệm được cô bỏ vô đây để trang trải cho tất cả những cái gì thuộc về cô ha. Đây là của chú. Tiền tiết kiệm được của chú bỏ vô đây để khi nào có những chuyện gì mà cô cần đến tiêu xài, hay cô cần đến cái gì nhu cầu của cô, là chú lấy cái tiền ở đây ra chú mua cho cô. Còn đây là của thằng Tú. Nó để dành tiền của nó đây để mỗi lần sinh nhật của cô, nó lấy tiền từ ở trong đây ra nó mua đồ cho cô. Quá. Ủa rốt cuộc là cái gì sao cũng có thuộc về cô hết. Nhưng mà phải phân lô ra con. Đất nền người ta còn phân lô tao bán đâu, bán nguyên cụm đâu. Cô hay quá. Thì đó, con phải học cô mới được. Thì con phải học thôi. Cô vậy cô giúp con này đi. Sao con? Nói nào ngày chứ sắp tới là con nhập nông sản với cả trái cây ở dưới quê á. Mà là nông sản sạch. Con nhập lên này là con bán online trên mạng. Bây giờ cô cho con mượn cái tên của cô đứng là cô làm chủ. Để đó, con lấy cái gian hên của cô á, bán cho đắt. Thực ra con nhờ đến thương hiệu của cô là con thông minh đó. Đó, bởi vậy con mới nhờ cô. Nhưng mà tại vì cô thấy làm mà làm chùa nó làm như nó không hứng thì sao? Muốn gì hả? Muốn vậy giờ sao? Thôi được rồi bà ơi, tôi không cho bà mượn thương hiệu tôi một thời gian đó, cho bà làm ăn buôn bán mà có tiền, bà lấy tiền mà trả tiền phòng tôi. Vợ chồng mày là thiếu nhây nhất á. Cảm ơn cô nghe. Trời, cô dễ thương quá. Con mà bán được nhiều hả là con đóng tiền đều cho cô luôn á. Thôi vậy coi như cô đồng ý rồi nha. Rồi cô đồng ý. Con nuốt lời nha. Rồi. Trời, con yên tâm, con đi về rồi. Vui lắm. Mình đáng yêu quá. Cô Lan. Ủa con. Vô đây. Làm chủ nhiều quá. Không, mấy giờ mình làm chủ thêm cái đi được không cô? Ủa nữa hả? Con cũng buôn bán nữa hả? Không có. Con định nhờ cô chú là làm chủ hôn giùm tụi con á. Chủ hôn hả? Dạ.
Sao tự nhiên nhờ cô chú chị? Trời ơi, tao ngại mặc đồ đẹp đứng trước đông người lắm. Không phải, tại cô chú biết không, tại con thấy á, cô chú hạnh phúc lắm, cho nên là con muốn mượn cái gian hạnh phúc của cô chú xe duyên giùm con với anh Tùng để cho tụi con được hạnh phúc giống vậy á. Cô hiểu rồi, thực ra cô cũng rất là muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho tất cả mọi người. Dạ. Cô muốn mọi người đều hạnh phúc giống như cô chú vậy đó. Dạ. Nhiều người nhờ rồi mà cô không có nhận. Dạ. Nè, cô mặc màu hồng nha. May màu hồng á, đuôi dài dài một chút. Con may đồ cô dâu, cô né màu hồng ra đi. Con mặc màu đỏ đi. Không được. Ủa, cô làm má chồng mà làm sao mặc màu hồng chung màu với cô dâu được? Không có được. Ủa, má chồng là sao? Má chồng với chủ hôn là hai cái phạm trù khác nhau nghe. Dạ. Ủa, nhà Tùng ba má nó đâu có đâu, nó mồ côi mà. Dạ thì bởi vì ảnh mồ côi đó, cho nên là ba con đâu có chịu gả con cho ảnh đâu. Cho nên bây giờ cô với chú là phải giả làm ba má chồng con á. Ôi, không có được đâu con ơi. Mấy cái chuyện mà lừa lọc rồi nó không có thành thật vậy. Cô làm có được, cô không làm được đâu. Trời ơi cô ơi, cô phải giúp giùm con đi. Chứ bây giờ là công ty con là người ta đồn con là gái hư nè, bỏ nhà theo trai, rồi hả gái mất nết, không ra gì hết trơn á cô. Bây giờ cô mà không giúp con là chết con luôn á. Không được, cô không làm được, cô không làm được chuyện đó. Bây giờ cô mà không giúp là con trả phòng con đi chỗ khác luôn á. Thì từ từ đi, để đó ta tính. Dạ, cảm ơn cô. Bà Lan thì đó, đang giận ai vậy hả? Vô duyên vậy giận. Đang nổi điên ngay mà tôi đi từ ngoài xa tôi nghe bà tru tréo gì lên dữ dội vậy? Đang ca nè. Ca đó hả? Trời, ca mà tưởng nó tru. Vui trong người quá. Làm gì vui? Biết sao mà tôi tăng lên lựa đây nè. Lựa gì vậy? Tôi tính mai một cái áo dài màu vàng. Rồi đây nè, màu vàng giống như là cái bông cúc vàng vậy nè. Ông thấy có hợp không? Tôi muốn tôi phải nổi bần bật trong một đám đông biển người ô trọc. Không có cần phải trưng diện gì hết. Đây nè. Nói đi, thì nói đi. Bây giờ chị muốn đẹp phải không? Chị muốn sang trọng đúng không? Muốn. Chị muốn nổi bật trước đám đông đúng không? Muốn. Thậm chí chị muốn nổi tiếng không? Đó, người ta sẽ đăng hình của chị lên trên Facebook á. Rồi bao nhiêu người ta vô người ta comment, người ta khen ngợi. Chỉ cho có công việc này, vừa có tiền mà vừa có công việc nữa, được ăn mặc đẹp mà được ăn nhà hàng free nữa, nhà hàng rực rỡ nha. Vậy hả? Không có làm gì hết trơn á, chị chỉ cần đứng thôi. Ừ. Cái mặc đồ đẹp. Ừ. Trang điểm nó lồng lộn đó. Ừ. Rồi cái người ta lại cái người ta chụp hình. Trời vậy đó. Cái tiếp cái xong hồi vô ập vô ăn. Trời ơi. Ăn xong ra lãnh lương đi về. Trời đất ơi, sao mà đã vậy? Thì nè, nếu muốn làm á, là làm hợp đồng đàng hoàng nha. Đọc chó ký liền nha. Rồi, đừng coi coi. Đọc kỹ nha, bút xe gà chết à. Là nhận làm ông xui bà xui. Cho cô dâu chú rể. Thì đứng ra làm cha mẹ cho người ta đó. Làm mướn tôi làm cha mẹ. Mướn làm cha mẹ đó, đứng để tiệc tùng rồi cái ra đãi khách rồi này nọ, mặc đồ đẹp rồi chụp hình lên Facebook được. Rồi hồi vô ăn ngập mặt xong về lấy tiền 2 triệu mỗi xô 2 triệu. Thôi tôi nói thiệt với ông á. Tôi nói đi. Hồi nãy á, khi mà tôi khen ông tốt bụng á, là tôi thấy tôi sai sai cái gì rồi. Sao hả? Bây giờ á, tôi phải công nhận á, tôi nói cho anh biết nha, cuộc đời tôi đó. Anh, tôi chấp nhận anh nói tôi lớn xác lớn con, mà đừng bao giờ nói tôi lớn tuổi, con này còn hơn cái lớn tuổi nữa. Anh nghĩ sao anh kêu tôi đi làm cái nghề mà ông bà xui mướn vậy? Ủa sao vậy, có gì đâu. Bây giờ cái tụi nhỏ bây giờ nó nổi loạn dữ lắm. Thấy không? Nó mới quen nhau cái là nó muốn sống thử, rồi nó muốn làm vợ chồng. Mà nhiều khi gia đình chưa có đồng ý, hoặc là nó giấu gia đình đó, rồi cái nó tự làm. Thì bây giờ là mình làm cha mẹ giả để làm cho có hợp pháp, hiểu không? Để làm cái cho đó mọi hợp người... pháp hả? Cái không. Đó là bất hợp pháp. Cái đó là vô đạo đức. Không phải. Cái đó là trái với luân thường đạo lý. Ta... Bởi vì con người của anh á, tôi cho nói anh có không nghĩ. Có con là đúng rồi. Không có ai rối với anh là đúng rồi. Bởi vì anh không hiểu được nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ. Trời đất ơi, đi là tiếp sức cho tụi nó, vẽ đường cho hiêu chạy, để mà tụi nó bây giờ không cần tới cha tới. Hiêu nào? Mướn người ở ngoài. Hiêu nào chạy? Ai vẽ đường cho hiêu chạy? Chị vẽ đường cho hiêu chạy đó. Tôi vẽ cái gì? Chị nói hay lắm. Bây giờ chị đang làm gì? Làm cha mẹ giả cho thằng Tùng với con Duyên. Mà ông chị còn nói ai? Ông có bị điên nhau. Cái quân nào mà nó nói tôi làm cha làm mẹ giả cho quân con nào? Duyên với thằng Tùng vậy? Bà có chơi Facebook sao bà không lên bà coi mấy cái tà tết. Đây nè, con Duyên nó lên tà tết nè. Nó đăng cái hình thằng chồng bà, ông Kiệt á. Nó nói ông Kiệt là ba của thằng Tùng. Sao trời? Tụi nó làm đám cưới với nhau, bà với ông Kiệt hai người là cha mẹ của thằng Tùng. Đó, nó đang nghỉ hỏi nó đi. Ở đây đi, hai bay lại đây.
đó kìa, đó vậy, đứng nắm tay nhau, đứng nắm tay nhau thiệt là sâu sắc, đứng ra đây tao biểu. Cái gì mà căng thẳng vậy cô? Căng thẳng hả? Đứa nào dám lên Facebook á mà đăng là chú Kiệt chồng của tôi làm ba của thằng này, nói đi. Đấy, bây giờ tay kìa đó. Sao tụi con làm trò gì kỳ cục vậy? Bỏ liền cái thói đó cho tôi nghe chưa? Dạ. Nhưng mà bây giờ không bỏ được đâu, tại vì tụi con đã chuẩn bị hết trơn rồi, mời thiệp rồi, mua thiệp rồi, đặt xa ghê, đặt áo vest hết trơn rồi, rồi muốn mướn người về mua nữa rồi. Con làm hết trơn rồi. Hai đứa bay tự ăn cái bữa tiệc đó đi ha. Tự làm cái gì đó thì làm. Bỏ liền cái status đó đi cho tôi nghe chưa? Bên ta, ta khi ta khó khăn nhất vừa luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều lọt lời tin nhắn mong tới từng xu nè nào thì cha sẽ như hoãn thứ vừa yêu của anh rồi là tình yêu của anh đó cùng nhau ta nghĩ chuyện qua bao chân đi dài vừa xuống mai sau vừa quan tâm của nhau vừa yêu nhau.